cánh thư nghiêng nghiêng nép chữ cô em học trò. Này là bánh chưng mẹ già tự tay gói gửi cho con. Đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học trò, nhìn gặp bánh chưng mà lòng nguôi thương mẹ già xa rồi. Mặc vào đang về trên khắp đất trời, nhưng
con ơi, thật nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về người mẹ kính yêu, vài lời của con chúc mừng năm nay và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời ta đón đời xuân hồng ngày.